Kính thưa quý cha, kính thưa quý ông bà anh chị em, mừng lễ gia đình thánh là dịp để chúng ta cầu nguyện chúc mừng và tác phước cho tất cả các gia đình. Vì ngay từ đầu Thiên Chúa đã muốn thiết lập gia đình khi Ngài nói con người ở một mình không tốt. Con người cần có nhau, có vợ, có chồng, có cha mẹ, có con cháu. Chính Thiên Chúa đã làm người trong gia đình Nazareth với Giê-xu, Maria, Giuse. Gia đình đó đã khơi lên cho chúng ta nghiệm thấy gia đình là nền tảng của giáo hội và của xã hội. Bài Chích Phúc Âm theo Thánh Luca mà chúng ta vừa nghe hôm nay cho chúng ta thấy một khuôn mẫu gia đình. Ít nhất là chúng ta tóm 4 cái chi tiết. Chi tiết thứ nhất, Chúa Giê-xu khi 12 tuổi theo phong tục của người Do Thái thời đó, đối với người đàn ông thì đó là người trưởng thành, 12 tuổi. Và Chúa Giê-xu đã cùng với Đức Mẹ và Thánh Giuse đi lễ. Họ cùng nhau đi đến đền thờ và cùng nhau thực hiện mục đích mà do Thiên Chúa mời gọi. Và họ đáp lại bằng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho xứ sở của mình và cho các tiền nhân. Cái chi tiết thứ hai mà chúng ta ghi nhận đó là Thánh Giuse và mẹ Maria đi tìm Chúa Giê-xu. Khi hai ông bà cùng với Chúa Giê-xu đã xong lễ ở đền thờ thì các ông bà về mà không để ý nên cuối cùng phát hiện ra không có Chúa Giê-xu trong đoàn của những người lữ hành, nên đã trở lại để tìm. Dù xa nhau một chút thôi, gia đình thánh gia cũng không muốn xa nhau, họ tìm nhau để ở được với nhau. Cái chi tiết thứ ba, khi gặp Chúa Giê-xu ở trong đền thờ Jerusalem, ngồi giữa các kinh sư và các tư tế, Chúa Giê-xu công bố cho Thánh Giuse và Đức Mẹ biết Ngài có bổn phận riêng phải thi hành. Điểm thứ tư là một cái điểm mà có lẽ chúng ta thường hay mắc phải nhất. Đó là khi chúng ta nghĩ theo ý mình về người khác, về sự kiện của người khác, thì thường là chúng ta nghĩ sai. Ở đây Đức Mẹ và Thánh Giuse cứ tưởng rằng Chúa Giê-xu đi chung với bầu bạn đi về. Nhưng cuối cùng Chúa Giê-xu ở lại Jerusalem chứ không cùng bầu bạn đi về. Rồi Chúa Giê-xu cũng vậy, trong tư cách là con người, Ngài cũng đinh ninh bố mẹ Ngài phải hiểu Ngài bắt đầu đến tuổi trưởng thành phải thi hành bổn phận, nên Ngài ở lại Jerusalem để thi hành bổn phận. Tức là đinh ninh của mình về người khác, về hoàn cảnh của người khác, về sự kiện của người khác thường là sai. Do vậy Đức Maria được Kinh Thánh mô tả, Đức Maria bắt đầu ghi nhớ tất cả những điều đó và suy đi nghĩ lại trong lòng để nhận ra rõ cái bản chất ơn gọi của đời mình, ơn gọi của chồng mình và ơn gọi của con cái mình. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt thành 4 từ để chúng ta dễ nhớ. Thứ nhất là cùng nhau, gia đình luôn luôn cùng nhau. Thứ hai, tìm nhau, gia đình luôn luôn tìm nhau để không bao giờ lạc nhau. Và thứ ba là sứ mạng. Sứ mạng ở đây là ý Thiên Chúa muốn trên đời sống của từng người. Và thứ tư là nghĩ lại. Trong thực tế cuộc sống có những lúc chúng ta nghĩ sai về những người trong gia đình mình, nên phải can đảm nghĩ lại, suy nghĩ lại. Và lúc đó chúng ta có cơ hội nhận ra đúng hơn. Và nhờ như vậy mà gia đình Nazareth trở thành gia đình thánh. Và đó có thể trở thành một cái chìa khóa để giúp cho tất cả mọi gia đình của chúng ta hạnh phúc và nên thánh. Khi làm công việc mục vụ, tôi hay hỏi các anh chị trên 30 tuổi rồi mà chưa có gia đình, tại sao không lập gia đình? Thì đa số trả lời với tôi rằng là chưa có sự nghiệp,
không có nhà cửa, khó quá biết làm sao. Nhưng mà với chính sách hiện hành của Đảng Cộng sản thi hành cho đến với Việt Nam của chúng ta, với lương của kỹ sư và cử nhân mới ra trường một tháng dưới 6 triệu, lại phải chi tiền nhà, tiền ăn ở, thì đến bao giờ mới có 500 triệu, mới có 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ để mua nhà ở đây? Cái điều đó không thể xảy ra được. Rồi ngay với những người kỳ vọng rằng khi mình lên thành phố này mình đi học, ở quê nhà mình còn đất, mai mốt về cắt một miếng đất làm nhà là ngon. Nhưng khi học xong về thì đất nhà giải tỏa rồi, cưỡng chế rồi. Rồi ở tại cái nơi đó, sau khi cưỡng chế đó, người ta trao cho một công ty gọi là sân trước sân sau gì đó, để xây lên những cái đại dự án gọi là phát triển đô thị, phát sinh lợi nhuận gấp 10.000 lần cái số tiền mà họ đền bù cho gia đình các bạn. Rồi khi bắt đầu thấy công trình xong rồi, các bạn cầm cái số tiền đó quay lại để mua một cái chỗ định cư trên đất cũ của mình, thì giỏi lắm lại được giá trị bằng 1/10.000. Đại dự án Thủ Thiêm đang trở thành đại án oan, dân oan Thủ Thiêm là như vậy đó, ngay tại thành phố này. Và chúng ta thấy với một cái chính sách như vậy thì gần như cái việc mà chúng ta bảo có sự nghiệp, có nhà là một giấc mơ không bao giờ có thật. Một chính sách bất công, không có gia đình nào được hưởng lợi một cách chính đáng trên phần đất do chính họ tạo ra hoặc là do ông bà, cha mẹ của họ để lại cho họ. Tôi tự hỏi tại sao không thể cho những người nông dân, cho những người chủ đất trở thành những cổ đông để xây dựng những đại dự án đó, để họ được hưởng lợi trên cái phần đất đó, mà lại phải giao cho những nơi khác. Đó là một vấn đề mà thật ra ngay trong ngành xã hội học về đô thị, người ta đã nói cách đây 20 năm về vấn đề này rồi. Chúng ta phải hiểu như thế nào về tất cả những điều đó. Thưa, đơn giản lắm. Rõ ràng những cái việc làm đó là đang thực thi một cái chính sách gọi là phá nát gia đình. Bởi vì ngay từ đầu học thuyết Cộng sản, họ đã đề xướng là không gia đình, không tổ quốc và không tôn giáo. Và chính sách đó được toàn bộ hệ thống truyền thông lan tỏa và thúc đẩy, khiến cho người ta cảm thấy có gia đình là bất tiện. Tự do xứng hơn, tự do là có thể đi du lịch khắp nơi. Còn khi có gia đình là cách rách, bất tiện. Có gia đình không thể muốn cái gì làm cái đó. Và đặc biệt đối với các bà, các cô có gia đình là mau xuống nhan sắc lắm. Nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng cái việc không lập gia đình là chính đáng, là cần thiết. Chính sách không gia đình đó tạo ra một sự rối ren và đổ vỡ cho các gia đình hiện tại của Việt Nam, dẫn đến cán bộ Cộng sản ngủ với vợ của quần chúng như kẻ có quyền. Ông hiệu trưởng Cộng sản tấn công tình dục học sinh vị thành niên như lẽ đương nhiên. Và còn hàng loạt những tình trạng khủng hoảng gia đình khác mà báo chí chưa dám nói và chưa kịp nói. Gia đình tan rã, tức là nền tảng của giáo hội, nền tảng của xã hội vỡ. Và thật ra đó là một âm mưu của Cộng sản để khiến cho không có cái gì chắc chắn ngoài sự điều khiển độc quyền của họ. Đối với một số gia đình trẻ, tôi hỏi họ rằng lập gia đình lâu rồi mà sao không có con, thì họ trả lời rằng bây giờ tiền đâu mua sữa ngoại cho con bú, tiền đâu để lo trường học tốt cho con học bằng bạn bằng bè, rồi đủ thứ rủi ro, không đủ sức đối phó. Nhất là nhiều người
có thể nói 8 trên 10 thai phụ khi bắt đầu có thai, đi khám thai, bị bác sĩ phán là có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh. Và thường là được tư vấn là nên phá thai đi, gây cho họ khủng hoảng lương tâm và đau khổ. Một nền chính trị dọa dẫm cả sự sống của thai nhi, chứ không chỉ của các ông bố và bà mẹ. Họ đã cho phép nhập những thực phẩm gì, những thuốc men gì, khiến ông bố bà mẹ dùng, để rồi cứ mang thai là có nguy cơ dị tật. Hay là họ đã đầu độc tất cả biển khơi, sông ngòi và không khí, khiến cho tất cả những ai sống ở Việt Nam là tự khắc bị đầu độc, cứ mang thai là có nguy cơ dị tật là làm sao? Riêng đối với các bác sĩ ở điểm này, chúng tôi khuyến cáo quý vị có mặt là để giúp cho tất cả các thai phụ được bình an và đủ khả năng gánh lấy trách nhiệm làm mẹ của mình, chứ không phải gây bối rối lương tâm cho họ. Và bổn phận của quý vị đó là phải đòi hỏi chính phủ phải trích ra những nguồn thuế chính đáng để nhập về những loại thuốc tiêm chủng ngay cho thai nhi khi ở tuần thứ 2, để không một đứa trẻ Việt Nam nào sinh ra trong tình trạng yếu đuối nhưng phải mạnh khỏe và thông minh. Việc cần phải làm, quý vị hãy làm đi, đừng đe dọa các thai phụ. Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn niềm vui yêu thương Amoris Laetitia đã nói như thế này: con cái là dấu chỉ thường tồn của cha mẹ xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Do đó chúng ta không thể nghe theo cộng sản để không lập gia đình, không thể tin theo cộng sản để từ chối sanh con. Những điều đó sẽ trở nên một thảm họa cho Việt Nam. Dần dần người Việt Nam sẽ mất đi cái tính Việt của mình trên chính mảnh đất Việt của mình. Chế độ chính trị cộng sản thường tàn phá gia đình bằng nhiều chiêu thức, nhất là chiêu thức tạo ra cái hoàn cảnh cùng cực. Bà Vũ Thị Kim Hạnh, cựu tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trong một tường trình trên trang Facebook của bà chiều tối hôm qua 29 tháng 12, bà đã kể câu chuyện như thế này. Vợ anh Lương Văn Hồng ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang mang thai được tháng thứ 6, đã bỏ nhà trốn sang Hà Bắc, xứ Tàu để bán bào thai với hy vọng kiếm được 30 triệu đồng. Không biết đã lấy đứa trẻ hay chưa, rồi tìm cách thủ tiêu hay sao không rõ. Nhưng một thời gian sau, anh Hồng nhận được tin vợ bị tai nạn giao thông, chết ở xứ người. Một trường hợp khác, đó là chị Lương Thị Mùi, 38 tuổi, ở xã Hữu Lập, cũng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, người dân tộc Khmu, cũng mang thai và đem bào thai sang Tàu để bán. Nhưng khi sinh con ra, người ta đem đứa trẻ đi, rồi quay về bảo đứa trẻ chết rồi, không có trả tiền. Trái ngược với những thảm cảnh và những lối sống, xin lỗi, những đời sống mất đi cơ hội phát triển đó, thì chúng ta thấy báo chí lại thổi lên những con người, những gia đình gọi là đại gia. Họ có triệu đô la, tỷ đô la, có 5-7 căn nhà, có 2-3 quốc tịch. Những ngày vừa qua, chính phủ còn tuyên truyền rằng kinh tế năm 2018 này là phát triển vượt bậc so với 11 năm tăng trưởng liên tục vừa qua. Nhưng những người nghèo vẫn cứ nghèo. Vậy thì ai, tổ chức nào hưởng lợi từ sự tăng trưởng đó? Tình trạng nghịch nhau của các bối cảnh gia đình như vậy, đó chính là dấu hiệu cho thấy
Việt Nam đang diễn ra một nền chính trị thiên lệch, bất công, nhằm chỉ cho một nhóm nhỏ được hưởng lợi tối đa, còn đa số các công dân khác thì bị thiệt thòi. Và những người được hưởng lợi tối đa đó thì được khen là tài năng thành đạt, còn những người công dân thiệt thòi thì bị chê rằng ngu muội, không biết làm ăn, quen thói lười biếng. Huấn quyền của Giáo hội Công giáo kêu gọi một chính sách công bằng và một hành động công thẳng cho các gia đình. Đức Giáo hoàng Francisco cũng trong tông huấn niềm vui yêu thương số 44 viết như thế này: gia đình có quyền có chỗ ở xứng đáng, phù hợp và đủ chỗ cho mọi thành viên trong môi trường tự nhiên, được cung cấp các dịch vụ cơ bản cho đời sống gia đình và cộng đồng. Các gia đình có quyền đòi hỏi giới hữu trách một chính sách đúng đắn về pháp luật, kinh tế, xã hội và tài chánh cho gia đình. Đứng trước bối cảnh như thế, chúng ta sẽ làm gì đây? Dựa trên lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh mà chúng ta vừa chia sẻ với nhau, tôi xin đưa ra 3 đề nghị. Một là các thành viên trong gia đình phải ủng hộ, thấu hiểu và bảo vệ nhau như Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse. Vợ chồng ủng hộ nhau, thấu cảm nhau, bảo vệ nhau trước những thách thức và những đe dọa vì thiện ích của cá nhân cũng như cộng đồng. Cha mẹ và con cái ủng hộ nhau, hiểu biết lẫn nhau và sẵn sàng bảo vệ nhau trước những tấn công gian dối, tấn công bất lương vào bất cứ thành viên nào trong gia đình. Hai là khuyến khích từng thành viên chu toàn bổn phận chung và riêng biệt của họ để làm cho gia đình, giáo hội và tổ quốc phát triển. Ba là phải hành động cụ thể với nhau, với gia đình và với cộng đồng nơi mình là thành viên, để cùng nhau xóa đi sự tàn ác và giúp cho tổ quốc được triển nở. Ngôi nhà chung của vũ trụ sẽ thái hòa, ngôi nhà Việt Nam sẽ thịnh vượng, ngôi nhà giáo hội sẽ là dấu chỉ yêu thương cứu độ. Tất cả đều tùy thuộc vào những dấn thân cụ thể trong sức mạnh yêu thương của các gia đình nhỏ bé của chúng ta, trong việc chu toàn bổn phận với gia đình, với giáo hội và với quê hương Việt Nam. Đừng bao giờ để cho cộng sản có cơ hội lợi dụng tình trạng thiếu trách nhiệm của chúng ta để làm cho Tổ quốc Việt Nam thêm điêu đứng, cho giáo hội bị ép phải thỏa hiệp và cho gia đình phải chấp nhận một sự hủy diệt. Thiên Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Chúa Giêsu đang hiện diện trong gia đình anh chị em, và Chúa Thánh Thần đang làm việc trên cánh đồng Việt Nam của chúng ta. Hãy cùng với gia đình, với giáo hội và mọi thành viên của quốc gia Việt Nam ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Thiên Chúa trong sự trải nghiệm muôn đời của gia đình Thánh Nazareth. Amen.